Xin chào các bạn, đây là video mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm về chiếc TV Copper của model 43F G5000. TV của Copper thì rất là mới vì 30 tháng 10 năm 2019 vừa rồi thì Copper mới có làm lễ ra mắt TV. Đến thời điểm này thì TV Copper bắt đầu mới có mặt ngoài thị trường. Và bây giờ mình với các bạn sẽ cùng nhau trải nghiệm về chiếc TV có model 43F G5000 của Copper. Đây là chiếc TV thông minh Android có điều khiển giọng nói. Về tổng quan thiết kế của TV thì phần chân này và phần vỏ ở ngoài TV được thiết kế bằng nhựa và thiết kế màu đen độc nhất. Nhìn cũng rất là đẹp mắt. Và chân là chân là chữ V là rất là chắc chắn. Có thể mình lắc cái này cũng vô tư này. Ở phần dưới phần chân chữ V này thì có cái lớp cao su ở đây thì giúp cho cái độ ma sát và giúp cho cái TV nó dính với bề mặt kính hoặc là những cái tủ như thế này, giúp TV nó chắc chắn hơn. Đây là phía đằng sau của TV Copper và đây là khu vực chứa các cổng kết nối của TV. Trường hợp nếu gia đình của bạn đang kết nối bằng mạng Wi-Fi, mạng không dây thì chúng ta cứ kết nối bằng mạng không dây cho nó tiện. Còn nếu mà các bạn không có mạng Wi-Fi thì chúng ta phải cắm bằng dây, thì cắm bằng cổng LAN này. Tiếp theo là cổng quang, cổng thứ hai này. Cổng thứ hai này khi cắm điện vào thì nó sẽ sáng màu đỏ. Cổng này để các bạn kết nối được tiếng từ TV ra những bộ âm ly hoặc dàn karaoke. Hiện tại bây giờ thì một số cái TV nó chỉ sử dụng cái cổng này thôi. Chính vì thế mà để sử dụng cái cổng này rất là phức tạp. Các bạn phải mua thêm một cái cục chuyển quang như thế này thì chi phí nó sẽ rơi dao động từ 150 đến khoảng 300.000, gây ra rất là tốn kém. Thì do đó mình đánh giá rất cao khi TV Copper vẫn giữ lại cái cổng 3.5 ở dưới hai cổng USB này. Thì với cổng 3.5 này để kết nối cái tiếng từ TV để các bạn hát karaoke và kết nối bộ giám thanh nghe nhạc thì chúng ta chỉ việc mua cái dây rắc như này thôi, có dao động từ 20.000 đến 40.000. thì chúng ta sẽ cắm một đầu nhỏ, cắm ở đây, hai cổng còn lại các bạn sẽ cắm vào âm ly để có thể hát karaoke, truyền tiếng từ TV Copper ra dàn âm thanh, rất là tiện. Mình đánh giá Copper khi giữ lại cái cổng này là rất là hay, điều này là nghĩ cho người tiêu dùng rất là tốt. Tiếp theo đó chính là rác anten. Đây là cổng AV thì có một cái rác line cắm vào đây để ra được AV. Đây là ba cổng HD, HD3, HD2, HD1. Tiếp theo là hai cổng USB, thì hai cổng USB này cho bạn có thể kết nối được USB để xem phim hoặc là xem nội dung từ USB và cắm được cho không dây. Như vậy là mình vừa giới thiệu sơ qua các cổng kết nối của TV Copper. Thì nhìn nhận chung thì TV Copper trang bị khá là đầy đủ các cổng kết nối cho người sử dụng. Và điều đánh giá cao đó chính là TV Copper vẫn còn giữ lại cái cổng 3.5 để cho người sử dụng dễ dàng kết nối tiếng từ TV Copper đến những dàn âm thanh, rất là thuận tiện. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn trải nghiệm nhanh về hệ điều hành của TV Copper và những cái phần mềm được trang bị trong TV Copper và cái cấu hình bên trong nó loát như thế nào, xem nó có nhanh hay bị lag hay không. Để xem được cái hệ điều hành của TV đang sử dụng, hệ điều hành mấy chấm, thì chúng ta vào cái mục bánh xe ở trên góc phải này, mục cài đặt. Sau đó các bạn bấm vào mục tùy chọn thiết bị. Ở mục giới thiệu, ở đây nó sẽ có tên thiết bị đây. Tên thiết bị là Copper 43F G5000, là cái model của TV. Phiên bản, đây là phiên bản hệ điều hành 9 chấm, Android 9 chấm. Các bạn có loa và một số cái phụ kiện kết nối bằng giao thức Bluetooth ấy, thì chúng ta bấm vào thêm phụ kiện. Sau đó TV nó sẽ tìm những cái thiết bị đang bật Bluetooth để kết nối. Đây là sẽ hiển thị những cái ứng dụng mà chúng ta hay sử dụng, hoặc là chúng ta có thể lôi ra ngoài màn hình chính này. Ở đây mục ứng dụng, các bạn bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị toàn bộ những cái ứng dụng của TV. Các bạn thấy là sẽ có rất nhiều ứng dụng, ứng dụng YouTube này, Set Play để download ứng dụng thêm này, FPT, My TV, My Net, VTV Go, YouTube Kit này. Cái phần mềm này là phần mềm để các bạn có thể cài đặt thêm những cái phần mềm Android khác. Ví dụ như là ở TV Copper này thì mặc định mới cài đặt lên thì sẽ không có cái phần mềm Clip TV. Nhưng mà mình đã sử dụng phần mềm này để cắm USB vào, sau đó cài đặt cái phần mềm Clip TV. Đây là một số game. Trong quá trình các bạn sử dụng mà các bạn thấy thiếu ứng dụng nào hoặc là có nhu cầu tải thêm thì chúng ta vào Set Play. Đây nó sẽ có mục trang chủ để đề xuất tất cả các ứng dụng ra, hoặc là mục trò chơi thì chúng ta sẽ tải những game. Để vào trang chủ sẽ có rất nhiều tab liên quan đến ứng dụng giải trí này, truyền hình trực tuyến, ứng dụng âm nhạc, ứng dụng rất là nhiều. Thì chúng ta cần ứng dụng nào chúng ta sẽ tải. Ví dụ như là mình muốn tải cái Facebook này, bây giờ mình sẽ tải thì chọn vào mục cài đặt.
Rồi chờ TV tải phần mềm xuống và tự động cài đặt lên. Như vậy là mình giới thiệu sơ qua về chơi ứng dụng của TV Copper. Đây là một số cái ứng dụng chúng ta hay sử dụng. Thì ở đây có ứng dụng VTV Go và FPT Play. Bên mình sẽ vào luôn cái ứng dụng VTV Go này để xem các kênh VTV truyền hình miễn phí trực tuyến. Thì các bạn thấy là cái tốc độ load của TV Copper này rất là nhanh. Bật thử, mình sẽ bật thử VTV1. Điều quan trọng nữa là cộng đồng và những người xung quanh không thể thờ ơ, thậm chí là phải nhắc nhở. VTV3 này. Các bạn thấy là tốc độ load của TV Copper này rất nhanh. Thực sự là mình rất ấn tượng với cái tốc độ của TV Copper. Trong tầm tiền khoảng 7 triệu đồng một TV 43 này thì tốc độ của nó như thế này là quá tuyệt vời rồi. Thực sự là rất nhanh. Đây mình sẽ vào ứng dụng YouTube. Rất nhanh, rất mượt mà. Các bạn thấy là mình đang bấm thực tế đây thì rất là nhanh. Ở phần mềm YouTube của TV Copper thì chúng ta muốn kết nối từ điện thoại lên TV qua ứng dụng YouTube này thì chúng ta vào mục cài đặt. Rồi sang mục liên kết bằng mạng TV. Trường hợp nếu mà TV của bạn và điện thoại kết nối cùng chung một mạng Wi-Fi thì tự động hai cái nó sẽ nhận nhau. Nhưng có một số trường hợp điện thoại và TV không nhận nhau thì các bạn hãy vào mục liên kết bằng mạng TV này. Sau đó trên điện thoại chúng ta nhập cái 12 số như trên màn hình thì sẽ kết nối được. Thì lần thứ hai kết nối thì sẽ không phải làm cái bước này nữa. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn chiếc điều khiển của TV thông minh của Copper. Thì trên điều khiển này nó thiết kế rất là hiện đại, không nhiều nút lắm đâu. Thì các bạn thấy cái điều khiển này nhìn thiết kế rất là hiện đại và cảm giác cầm nắm thì nó nhỏ, rất là dễ cầm. Ở đây có một số cái nút cơ bản như đây là nút tắt mở TV này, bên trái trên cùng này. Đây là nút to nhỏ tiếng. Đây là nút cài đặt, nút Smart, nút ngõ vào, lên xuống, trái phải OK, nút Back lại, nút Home, nút cài đặt này, to nhỏ tiếng, YouTube, ứng dụng. Thì mình sẽ giải thích một số cái nút hay hay ở trên cái điều khiển này. Đây là cái nút bánh xe, là cái nút cài đặt này, chúng ta bấm vào đây. Nó sẽ hiển thị những cái thông tin cài đặt như là đầu vào này, hình ảnh và trưng bày âm thanh, khu thông minh, hệ thống. Tiếp theo là nút Smart, thì nút Smart này rất là hay. Nên mình sẽ vào để giới thiệu các bạn. Lúc này nó trong này nó có mấy cái chức năng là hẹn giờ và chế độ ban đêm. Và có một chức năng rất hay là test màn hình khi chúng ta đang nghe nhạc. Vậy mình sẽ bật thử một video, một bài ca nhạc đi. Hai bài này chẳng hạn. Thì đây mình đang bật một video ca nhạc. Thì các bạn trong cái quá trình các bạn sử dụng á, nhiều khi chúng ta muốn bật nhạc để nghe thì chúng ta không cần xem hình, không xem hình hoặc đi ra chỗ khác, chỉ muốn nghe nhạc thôi. Thì như một số TV khác, cái bước để tắt được cái màn hình này nó rất là lâu và khó thao tác. Ở TV Copper này thì nó hoàn toàn khác, các bạn ấn vào nút Smart này một lần này. Ở đây nó sẽ có hiện cái mục bên trái ngoài cùng này là thưởng thức âm nhạc, thì các bạn ấn vào đây OK một lần, nó sẽ có 5 giây để tắt màn hình. Đấy, các bạn thấy là ngay bây giờ thì TV nó vẫn đang phát nhạc và màn hình TV đang tắt. Sau khi chúng ta muốn bật màn hình lên thì chúng ta ấn bất kỳ cái nút nào trên điều khiển thì nó sẽ lên màn hình. Đây là một tính năng rất là hay. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu những cái nút bấm khác ở trên điều khiển TV Copper. Ở đây có nút này, nút Home này. Ấn vào đây nó sẽ trở về màn hình ban đầu. Và tiếp theo đây là cái nút YouTube. Thì khi TV bạn đang ở bất kỳ cái nội dung nào, phần mềm hay là các bạn đang làm gì trên TV thì chúng ta ấn vào nút YouTube này, nó sẽ truy cập nhanh đến YouTube. Thấy các bạn thấy không? Là rất là nhanh nhẹn. Chúng ta không phải đi tìm cái ứng dụng YouTube đâu nữa mà đây. Ví dụ mình đang ở cái mục này, chúng ta muốn về YouTube thì ấn đây một lần thôi, về luôn. Trong khoảng 1 giây, 1 đến 2 giây thì TV nó loát rồi. Còn cái nút trắng trắng bên cạnh nút YouTube này mà có nhiều cái ô vuông này, 9 ô vuông này, thì chúng ta ấn vào đây một lần thì nó sẽ lên tất cả những ứng dụng mà các bạn có trong TV, rất là tiện. Và tiếp theo là nút cuối cùng là nút giọng nói, nút điều khiển bằng giọng nói. Thì ví dụ trường hợp mà các bạn đang sử dụng như này, chúng ta muốn điều khiển bằng giọng nói thì mình sẽ sử dụng như sau. Ví dụ trường hợp trong trường hợp chúng ta muốn điều khiển chức năng điều khiển giọng nói bằng điều khiển thông minh của TV Copper thì chúng ta hãy ấn vào nút này, thì chúng ta sẽ sử dụng như sau. Bây giờ mình đang muốn bật ứng dụng VTV Go.
Các ấn vào đây khi nào có cái mic nó sẽ hiển thị ở góc bên này. VTV Go. Như vậy là mình vừa mới ra lệnh điều khiển cho TV bật cái ứng dụng VTV Go trên TV Copper. Thì các bạn thấy là rất là thông minh, các bạn thấy cái tốc độ xử lý của TV Copper nó rất là nhanh đúng không ạ? Trường hợp chúng ta muốn tìm những cái nội dung khác trên mạng Internet bằng chiếc TV Copper cũng vậy, thì chúng ta ấn vào điều khiển một lần. Karaoke tình nghèo có nhau. À, rất là nhanh. Tiếp theo một câu hỏi nữa. Bây giờ là mấy giờ? Nhiệt độ hôm nay là bao nhiêu? Vừa rồi là mình với các bạn vừa trải nghiệm nhanh về chiếc TV Copper 43FG5000. Với một số cái điểm mạnh là tấm màn hình IPS rất là cao cấp, và tiếp theo là được trang bị cái cấu hình bên trong rất là mạnh. Trải nghiệm thực tế thì TV rất là nhanh, không bị đơ lát gì cả. Thì hy vọng là trong thời gian tới là Copper sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn. Vì Copper này là một thương hiệu cũng rất là mạnh, và đặc biệt là TV Copper này được sản xuất hoàn toàn ở bên Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu video này hay thì mong các bạn hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.